Newcastle làm khách trên sân Stamford Bridge của Chelsea vào rạng sáng ngày 20 tháng 12 trong khuôn khổ vòng tứ kết Cúp Liên đoàn Anh mùa giải 2023-2024. Những mùa giải gần đây Newcastle có được kết quả đối đầu khá thuận lợi. Đơn cử như 4 lần chạm trán Chelsea trong vòng 1 năm qua ở mọi đấu trường, Newcastle bất bại với 2 chiến thắng và 2 trận hòa. Thế nhưng ở trận đấu sắp tới, Newcastle lại sớm bị nghi ngờ vào khả năng mang về niềm vui cho người hâm mộ. Đội bóng có biệt danh chết chòe thi đấu sa sút trông thấy vì phải căng sức đá cúp C1 châu Âu và đội hình sức mẻ nghiêm trọng. Có tới 9 cầu thủ của Newcastle không thể thi đấu ở cuộc so tài sắp tới vì nhiều lý do khác nhau. Trên sân khách 5 trận vừa qua họ thua 4, hòa 1, không thắng trận nào. Bên kia chiến tuyến Chelsea có lịch thi đấu thuận lợi hơn vì không đá cúp châu lục mùa này. Trên sân nhà 4 trận vừa qua The Blues bất bại với 3 thắng, 1 hòa. Soi tỷ lệ kèo châu Á, 0-1/2, cả 4 trận đối đầu Chelsea gần đây, Newcastle đều xếp chiếu trên. Vì vậy việc Chelsea chấp âm 1/2 theo handicap ở trận đấu sắp tới sớm cho thấy Newcastle là kênh đầu tư kém an toàn. Chọn Chelsea. Soi tỷ lệ kèo tài xỉu, 2-3/4, 8 trên 10 trận đối đầu gần đây giữa hai đội khép lại với chỉ tối đa 2 pha lập công. Do đó việc nhà cái để kèo tổng bàn thắng ở mức 2-3/4 cùng niềm tin dành cho đội cửa trên đang mang đến nhiều hứa hẹn cho kịch bản nổ tài. Chọn tài.